dưới những thành phố sôi động và phong cách yên bình, nước Mỹ đang ẩn giấu một nghĩa trang lạnh lẽo, đáng sợ, được gọi là Rãnh 94. Khu vực đảm nhận nhiệm vụ cất giữ chế tác được xem là đột phá nhất cũng như đáng sợ nhất của loài người, những chế tác mang tên năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân đã ban cho hạm đội tàu ngầm Mỹ hỏa lực cực mạnh cùng khả năng ẩn thân đáng gờm. Và để đổi lấy thứ sức mạnh đó, rất có thể con người đã phải trả giá đắt khi những quả bom nổ chậm tại Rãnh 94 đang chờ ngày thức giấc. Cụ thể ra sao, hãy cùng chúng tôi làm rõ trong số khám phá bí ẩn ngay sau đây. Tàu Popellan McKinney cho biết vào năm 1954, Hoa Kỳ đã đưa chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên USS Nautilus vào biên chế. Kể từ đó, bộ mặt hải quân đã thay đổi vĩnh viễn. Thứ nhất, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có phạm vi không giới hạn, cho phép nó đi đến bất kỳ nơi nào trên đại dương mà không cần bận tâm đến vấn đề nhiên liệu. Hạn chế duy nhất là thức ăn và sức chịu đựng của thủy thủ đoàn khi phải sống dưới mặt biển trong thời gian dài. Ưu điểm thứ hai của tàu ngầm hạt nhân nằm ở khả năng lặn dưới nước. Tàu ngầm chạy bằng dầu diesel hay còn gọi là dầu DO phải chuyển sang sử dụng pin điện khi tiến hành lặn. Theo McKinney, môi trường dưới nước không đủ không khí để chạy động cơ dầu thuần túy. Sau khi sử dụng, số pin trên cần được nạp theo định kỳ. Do đó, tàu ngầm điện diesel phải thường xuyên nổi lên mặt nước để nạp không khí. Lẽ dĩ nhiên, với nguồn năng lượng gần như vô hạn, tàu ngầm hạt nhân có thể hoạt động và tận dụng nước biển để sản xuất khí oxy cho thủy thủ đoàn mà không cần phải trồi lên mặt nước. Nhưng không thấy gì là hoàn hảo, và để đánh đổi khả năng tác chiến đáng gờm, Mỹ đã phải trả giá cực kỳ đắt đỏ. Năm 1959, Hải quân Mỹ đã đưa tàu ngầm USS Bluebird vào biên chế. Đó cũng là chiếc tàu ngầm điện diesel cuối cùng. Kể từ đó, tất cả các tàu ngầm Mỹ đều chạy bằng năng lượng hạt nhân, với tiềm lực hạt nhân luôn trong trạng thái sẵn sàng và có thể di chuyển dưới nước mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, khi đến ngày số tàu ngầm về hưu, một số câu hỏi được đặt ra rằng số tàu ngầm và các lò phản ứng hạt nhân sẽ được xử lý như thế nào. Kể từ năm 1986, Hải quân Hoa Kỳ đã tháo dỡ 123 lò phản ứng và cất giữ chúng trong rãnh chứa được biết đến với cái tên Rãnh 94, bên trong Hartfordshire. Tổ hợp sản xuất hạt nhân đã ngừng hoạt động ở phía đông bang Washington. Rãnh 94 có chiều dài khoảng hơn 300 mét, là nơi cất giữ tất cả những tàn tích của lò phản ứng, thứ sẽ giết chết bất kỳ sinh vật sống nào nếu chúng tới gần. Chính vì thế mà nó được gán cho cái tên Nghĩa địa hạt nhân. Trong suốt 4 thập kỷ, Rãnh 94 đã trở thành nơi an nghỉ cuối cùng cho vô số tàu ngầm hạt nhân. Lõi nhiên liệu phóng xạ sẽ được vận chuyển đến phòng nghiên cứu Idaho National Lab, trong khi nhân viên tháo dỡ phần còn lại bao gồm thân tàu, tấm chắn chì của lò phản ứng và hợp kim chịu nhiệt Inconel 600. Được biết đến với tên gọi thùng chứa có tính toàn vẹn cao, các thùng này được thiết kế để bảo vệ các lò phản ứng trong ít nhất 300 năm, chịu được nhiệt độ khắc nghiệt, điều kiện khí hậu đa dạng và chống va đập khi bị rơi ở độ cao 9 mét. Chưa hết, thùng được thiết kế quá trình mở ra cực kỳ vất vả. Điều này là cần thiết vì theo Hải quân Mỹ, mỗi lò phản ứng tại thời điểm tháo dỡ vẫn còn tồn động khoảng 25.000 curie bức xạ. Đây là mức độ phóng xạ có khả năng kết liễu sinh mạng người trưởng thành chỉ trong vài giây tiếp xúc. Vì sở hữu yếu tố đặc biệt nguy hiểm tới sinh vật sống và môi trường xung quanh, số lò phản ứng luôn là mối quan tâm số 1. Chúng sẽ được đóng vào các thùng chứa đặc biệt, rồi vận chuyển ngược dòng sông Columbia tới cảng Benton. Tại đây, lò phản ứng về hưu sẽ được vận chuyển bằng xe tải đến địa điểm lưu trữ cuối cùng tại Hanford. Ước tính, lượng bức xạ trong thùng sẽ giảm dần do sự phân rã, nhưng vẫn có thể đạt được mức 200 curie tận 1.000 năm sau. Lượng thùng cách ly tại Rãnh 94 đã liên tục tăng lên qua các năm khi các tàu ngầm hạt nhân thế hệ đầu dần tiến đến giai đoạn về hưu. Đặc biệt, khi tàu ngầm lớp Los Angeles sẽ dần nhường chỗ các tàu ngầm Virginia thế hệ mới. Chưa dừng lại đó, tàu sân bay hạt nhân đầu tiên USS Endurance cùng 8 lò phản ứng hạt nhân của nó sẽ gia nhập nghĩa trang vào tương lai gần. Đến cuối thập kỷ 2020, các tàu ngầm chở tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thuộc lớp Ohio cũng sẽ về hưu, và lò phản ứng của chúng sẽ cũng được chuyển đến Rãnh 94. Quá trình tháo dỡ sẽ diễn ra tại xưởng đóng tàu hải quân Bezosau tại Bremerton, Washington. Đây cũng là lúc quả bom nổ chậm dần lộ chân tướng. Tệ hại nhất, nó đang ngày càng phình to và hiện không có cách nào để tháo gỡ. Chương
trình hỗ trợ lò phản ứng hạt nhân của Hải quân, viết tắt là NNPP, chịu trách nhiệm quản lý vòng đời nhiên liệu hạt nhân của Hải quân, cũng như giám sát quá trình loại bỏ và vận chuyển chất thải phóng xạ từ các tàu ngầm già cỗi. Trong vòng 3 năm qua, Interesting Engineering cho biết, mỗi năm có đến 8 chuyến vận chuyển nhiên liệu phóng xạ đã qua sử dụng bằng đường sắt đến Idaho. Theo Columbia Insight, người đại diện cơ sở nghiên cứu lò phản ứng thuộc Hải quân Kevin Marcus cho biết, đến nay, cơ quan NNPP đã lưu trữ khô hơn 30 tấn chất thải phóng xạ từ hơn 250 lò phản ứng hạt nhân không còn sử dụng. Đây chỉ là biện pháp lưu trữ tạm thời, vì hiện nay thế giới hoàn toàn không có biện pháp xử lý triệt để. Chưa hết, đó là toàn bộ khu vực xử lý đều có tiền sử rò rỉ phóng xạ. Cựu kỹ sư tại Viện Năng lượng Hạt nhân Idaho Tommy Thatcher hiện đang làm tình nguyện viên cho tổ chức phi lợi nhuận Viện Bảo vệ Môi trường EDI. Bà nói rằng cơ sở xử lý đã gây ra ô nhiễm đất đai, nguồn nước và không khí của khu vực rộng 890 dặm vuông suốt nhiều thập kỷ. Tiết lộ với trang Columbia Insight, bà cho biết quá trình tái chế nhiên liệu phóng xạ đã gây ô nhiễm không khí, cộng với vô số chất thải sau quá trình tái chế chưa được xử lý triệt để. Đối mặt với lượng chất thải quá lớn, bang Idaho đã ký một thỏa thuận với Bộ Năng lượng và Hải quân Mỹ vào năm 1995, tiếp tục được sửa đổi vào năm 2008 và 2019. Theo thỏa thuận, Idaho sẽ chỉ tiếp nhận lượng chất thải phóng xạ trong thời gian và kể từ năm 2035. Bộ Năng lượng Mỹ và Hải quân sẽ cùng nhau xử lý và loại bỏ hầu hết chất thải khỏi bang. Tuy nhiên, vì kế hoạch xây dựng bãi chôn chất thải phóng xạ tại khu vực thung lũng ở sườn núi Utah thuộc sa mạc Nevada đã bị hủy bỏ, số phận hàng chục tấn chất thải phóng xạ sẽ đi về đâu hiện vẫn còn là câu hỏi không lời giải. Cựu kỹ sư Thatcher khẳng định, quy trình dọn dẹp rất đắt đỏ và cực kỳ nguy hiểm. Chưa hết, chúng thường không đạt được các tiêu chuẩn an toàn như công bố. Hướng giải quyết thực tế này hiện chỉ đơn giản là đặt biển cảnh báo và ngăn bất kỳ sinh vật sống nào tiếp cận rãnh 94. Trang Popular Mechanics đặt ra câu hỏi nặng nề rằng liệu toàn bộ sức mạnh hải quân ấy có xứng đáng để đánh đổi với tương lai con cháu hay không. Những vết tích cuối cùng của vị thế cường quốc hạt nhân, của biểu tượng sức mạnh hải quân Mỹ cũng đã khiến không ít người suy ngẫm. Ảnh hưởng lâu dài của chúng ra sao và còn vấn đề đạo đức khi đụng đẩy gánh nặng hậu quả lên vai các thế hệ mai sau thì như thế nào? Câu chuyện về rãnh 94 đã cho ta thấy hai mặt của đồng xu. Một mặt là sức mạnh công nghệ vượt bậc, mà còn lại là lượng chất thải phóng xạ nguy hiểm chết người với trữ lượng khổng lồ chưa từng có trong lịch sử. Nó buộc chúng ta phải suy ngẫm về di sản của thế hệ hôm nay. Và hơn hết, con người sẵn sàng đánh đổi thứ gì nhân danh, hai chữ, đổi mới. Đến đây, chương trình Khám phá Bí ẩn của chúng tôi xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.